Hạm đội 7 Mỹ thông báo ngày 16 tháng 7, tàu khu trục USS Benford tiếp tục thách thức các tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông với lần thứ hai trong tuần qua tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở vùng biển này. Ngày 16 tháng 7, giờ địa phương, tàu USS Benford đã khẳng định các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, hạm đội 7 xác nhận trong tuyên bố cùng ngày. Hải quân Mỹ khẳng định hoạt động này nhằm thách thức các hạn chế đối với việc đi qua vô hại trên Biển Đông. Các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và sâu rộng ở Biển Đông đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, giao thương tự do và thương mại không bị cản trở, cũng như tự do cơ hội kinh tế cho các quốc gia ven Biển Đông, người phát ngôn của Hải quân Mỹ Mark Langford cho biết. Theo thông báo của Hải quân Mỹ, luật pháp quốc tế theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 cho tất cả các nước quyền, tự do và việc sử dụng biển hợp pháp. Cộng đồng quốc tế có vai trò lâu dài trong việc duy trì tự do ở các vùng biển quan trọng đối với an ninh, ổn định và thịnh vượng toàn cầu. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về chiến dịch mới nhất này của phía Mỹ. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần qua Hải quân Mỹ thực hiện hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông. Ngày 13 tháng 7, họ thông báo tàu khu trục USS Benford đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc nói đã triển khai lực lượng để xua đuổi tàu chiến Mỹ. Quần đảo Hoàng Sa hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với các vùng biển được xác định phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Mỹ thường xuyên triển khai các hoạt động tự do hàng hải ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phản ứng về hoạt động của các nước ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định quan điểm nhất quán rằng các hoạt động này cần tuân thủ quy định liên quan của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển đã được quy định, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.